Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gunlight của mình. Thì mình với em Hành Trung Gaming vô chiến tiếp luôn nha các bạn. Sẵn đang sung sức rồi, anh em mình chiến tiếp một tập nữa cho các bạn xem luôn nha. Giờ mình tới lấy nhiệm vụ gì ra anh ơi? Mình Em chết luôn đi em ơi. Chết luôn ha. Có cái nhiệm vụ kế bên là Đông Phi The Ripper King này, chắc là quốc con Ripper anh ơi. Phải không? Đúng rồi, con Ripper mà không phải biết con chùm cuối không nữa. Cái con Với lại chùm có cuối một ở cái đây là nhiệm con nào ta? nó có một nhiệm vụ nó ghi là It ở Bed Hood. Ở coi có ở Captain Conquest kìa anh, có khi nào là ở Captain Conquest là nó không? Dám lắm à. Nó tên là rồi quốc cái Captain anh ơi, Vậy em quất cái đội trưởng. Cấp tành nha bạn. Đúng Dám rồi, cấp tành lắm cách rồi, em ơi. 3.000 mét rồi, 3.000 mét phi anh ơi. Phải không? Phải ở cấp tành không? Đúng rồi anh. Ủa mà hai con TS của mình đâu ta? À, anh thu vô quả cầu mà. Ở đâu lúc nãy? Nè Lúc nè mà nè em nè nè con của em trong quả cầu nè. Ok. Nè nè nè. Ở đây. Biến con ấy anh ơi. Đây em ơi. Biến con nhỏ nghe. Anh em mình giờ này quay cũng đuối lắm các bạn. Nhưng mà cố gắng sẵn tiện rồi chiến luôn cho các bạn xem một tập luôn nha. Nhiệm vụ của các bạn là nhớ kéo xuống like ủng hộ anh mình với em Thành Trung Gaming nha các bạn. Giờ là qua quất đúng cái ở cấp tạch đó, dám là gần nó lắm em ơi. Chỉnh về tối ra, chỉnh về tối ra anh ơi. Ui đẹp quá em ơi. Đó, sao quả, ui. Không, cái thời tiết nãy nhìn đẹp hơn em ơi. Mà nó nóng quá rồi, nó nóng quá, mình dễ hết máu lắm. Nhanh hết máu. Ok. Tới giờ, tới giờ. Em ngay sau lưng anh à. Ui, để em bay em gì, chết cái lại gì. Cho tùy nhiên. Tao bị mắc cái mission rồi. Ở Captain 2.800 mét phía trước nè. Ui đúng là cảm giác bay giữa không trung gì đã các bạn, có con nhện đúng là phải có con nhện mới là con nhện nó mới bá nhất ở trong cái map này. Cái DLC này con nhện là chùm luôn á. Nhà đi đâu cũng được, lên trời xuống ruộng xuống nước luôn các bạn ơi. Xa quá ta. Hơi xa. Nó giống như nó ngược hướng chứ không phải xa này, ngược hướng so với cái hướng mình đi. Ok. Em cách còn 1.500 mét nè. Hình như là ở trên mặt trăng này buổi buổi chiều các bạn, tầm buổi chiều đó thì nó mới sáng. Còn buổi sáng buổi sáng là nó tối hả? Tối. Anh có cảm giác nó ngược ngược lên. Và chính buổi cái đất các bạn ơi. Buổi sáng thì nó thời tiết nó dễ chịu hơn. 700 mét à rồi, tới anh rồi. Captain Conquest nè em ơi. Tới rồi. Tới em ơi. Tới anh Trung ơi. Captain Conquest này sao giống quen quen ta? Captain là siêu nhân rồi đó em. Sao nhìn giống cái chỗ đánh con ấy quá vậy ta? Coi gì. Thả con đại siêu phẩm ra được đó. Thả đen này đem kiếm chỗ một hồi. Thu này vô cái. Đúng rồi, chỗ cái bé mình thay nè đây là cái này chung nhiệm vụ với cái nhiệm vụ mình đánh con ấy luôn anh. À, hiểu. Này, ê, em nhìn nó quen quen. Ủa sao nó còn xỉu ra? Nãy anh có canh thời gian chưa? À canh thời gian rồi nhưng mà lúc lúc thu nó vô nó xỉu, bây giờ nó xỉu luôn rồi phải canh thôi. Đẹp cũ giờ. Tài biến thật sự. Rồi anh. Muốn tin anh à? Sử dụng nó đi anh. À, em chơi nó đi, em chơi nó đi nào. À, em bị té rồi, em bị lọt không à? Thua gì nhỏ cái. Còn đại siêu phẩm đó tiêu ơi. Nó đang cắn anh. Sao làm luôn ha. Làm luôn anh ơi. Chấp luôn đi các bạn ơi.
Chắc một TS luôn. Con quét là gì? Gamma nha. Ok này. Vậy thì anh điều khiển con nhện này cho em đi. Ok đây. Đó, con nhện để cái bên đó. Nó bắn quỷ đó anh ơi, quỷ nó nãy vậy chọc ghê em quá trời luôn. Con nàng. Vô mà vô. Rồi, xem chưa? Tạm hai dấu chân hả? À? Hai dấu chân có vẻ dễ này. Có vẻ dễ. Ôi ê, giữ con sát lão đại rồi. Đi bộ xuống đi. Cho lão đại nào. Không phải lão đại mà đại sư huynh đi mà cho đại sư huynh nằm đó luôn. Đại sư huynh. Mình giữ sát đi cũng được. Đuổi vô quá cầu ơi. Có mấy anh thu vô. Anh thu còn ném ra chưa? Rồi để em ném nha. Ok. Thu ra. Vụ là sao mà để quánh được cái đầu con boss các bạn? Nhiệm vụ đầu của boss là nhiệm vụ nào trời? Em ấy để đến nó có màu tím tím nghe này. Có dấu chân tím tím nghe này. Nó hơi lạ lạ đó này, nhìn không giống. Thường nè. Đi theo mấy cái dấu chân tím tím nghe này. Sao? À theo em nè. Đây. Đi theo mấy dấu chân tím tím nè. Lạ nha, cái dấu chân này em chưa thấy bao giờ. Anh có thấy cái dấu chân đó không? Không. Ồ, cái dấu chân này lạ lắm anh ơi. Chưa thấy cái dấu chân nào giống cái dấu chân này bao giờ luôn á. Dấu chân nó đặt trên không anh ơi, nó kiểu như nó bay trên trời á. Ghê vậy. Mới còn màu tím trên trời lơ lửng luôn như là cái gì vậy đó. Lạ lắm. Như kiểu như là có cục lửa trên không nghe này, nó còn quá dị luôn. Trời ơi con cá, cá voi thì ra là quýnh cá voi rồi. Quýnh này là quýnh con cá voi các bạn ơi. Cá voi ánh sáng trời ơi, thì chắc lệch quýnh cá voi đây. Ây da, cái này chắc có nước mà bắn lộn quá em ơi. Khoan, đến thu con nhện đi con. Này có súng nè, con lấy súng không? Bà có ấn cho nó qua đây đi anh, rồi em chạm đó. Ok, đến thu con nhện đi vô đó. Ok anh ơi. Cái hàng chỉ thấy dấu chân kỳ kỳ các bạn ơi, dấu chân nó sai lắm luôn. Cái đó không phải dấu chân đâu em ơi, mà anh nghĩ là cái nhớt của nó hay sao? Đúng rồi. Trời đẹp thiệt sự anh ơi. Đẹp ha. Qua đó. Qua đây bạn ơi. Đẹp các bạn ơi. Chắc nó phải khơm xuống nó cạp. Ui nhìn nó như con cá mà. Ủa đẹp quá anh ơi. Rồi nó phun lửa đó kìa. Ui. Mày tới đó anh ơi. Anh chụp hình thôi em ơi. Đẹp quá à. Anh đi anh. Ui. Ui đẹp kìa nuôi. Ui anh bắn một K4 kìa, phải ca thôi. Chiến đấu. Rồi cạp cá chạy luôn anh ơi. Yếu gì bà. Cá chạy rồi. Ơ chưa chạy. Ôi trời ơi, trời ơi. Cá đẹp vãi nồi các bạn ơi. Này chắc anh em quýt beta luôn đó ta. Đúng rồi, beta này. Yếu mà mày yếu rồi bạn. Trong công sáo đụng đem đụng giọt máu ra được luôn á. Ờ. Qua đây anh ơi. Quýt easy vãi nồi. Ui, có con female 180 em ơi. 180 lăng. Nào mà sao lưng nè, đừng có quánh nha. Ok, em tăng nha. Đứng tăng đi. Rồi chịu nổi không, đứng tăng nha. Xuống chích thêm kìa, em có đồ chích nữa mà. Chích đi. Ôi, nó cắn kìa ơi, QTS dừng lại anh ơi. Rồi da nó quánh nhỏ rồi, mấy cái xin thơ sơ đôi luôn rồi. Sao đâu. Chạy rồi, chạy giờ mà. Yếu lắm rồi đó nha. Chạy đi ghét nha. Cho nó cạp, cho nó há giật. Đó. Dù nó vô góc rồi lại. Đố anh, bắt được em luôn. Ê ơi, nó quánh anh nè, nó quánh được em luôn.
cái là nó sẽ bỏ chạy đó. Rồi chạy 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 chạy. Chưa đâu. Thôi coi chừng lọt. Đây anh ơi. Thấy không? Ở này bắn nè. Sắp xỉu cho anh. Trời ơi sao anh em mình bắn với quá vậy, có 1.800 à. Còn bao nhiêu nữa mới đủ anh? Trời ơi yếu lắm em ơi, thôi giết luôn đi. Hình như là trong nhiệm vụ anh em mình bắn tu bồ nó thấp chấm à. À đúng rồi, chắc vậy quá. Thôi vậy thôi đi đi. Tính bắt nó luôn các bạn, tại vì con đó female 180 là bự lắm luôn á, cấp lớn lắm phải nồi luôn á. Nghe dấu chân chưa? Thấy anh ơi. Chân con này dễ thấy nhất luôn anh ơi, nó bên lơ lửng chính không á. Dễ thấy lắm. Cũng gắt quýnh con này ra cũng ra đồ xịn xịn anh ơi. Ờ. Nhất cũng phải ra cái gì nó xịn hơn bình thường ha anh. Đây kìa, đó kìa. Ủa lại đây nè. Sao có đẹp. Bắn nó lần 1.400 chứ ghê thật sự. Trời ơi, bắn nó kêu gà rồi dám. Ui ôi. Ai ai ai, mời. Yeah. Một cái một. Ôi đẹp quá này. Đẹp thiệt á. Cái do ánh sáng đẹp quá các bạn ơi. Nó không uổng công anh em mình thức. Đúng rồi. Đẹp thật sự luôn các bạn ơi. Đúng chừng đó anh ơi, qua đây anh ơi. Ô em. Mấy con thì ghét kìa, ba con. Gặp hạnh cái vậy. Ở đây nè, ngoài sau nè em ơi. Chết đi, chết đi. Ê, thấy nó luôn hả? Ờ, thấy nó luôn kìa này. Nó kìa này. Mấy con là mấy con gì hả? Mấy con là mấy con dơi. Đẹp thật sự luôn các bạn ơi. Ở đâu mà ông nào làm ra cái mấy cái bản này đẹp ghê. Ôi, té bạn ơi. Ê, em té rồi hả? Nữa. Không có, không sao. Té là té xuống núi anh ơi. Giờ quá. Rồi nó cạp anh một cái cho anh đi tu của em. Cạp đi người đồng chí ơi. Đồng chí tới đây. Đồng chí tới đây. Nó chậm lắm, con này mình cầm được. Mình cầm được mà nó quay cái mặt nó lại anh tướng của em ơi. Vòng vòng hoài, em dí heo hoài. Có nó xúc anh bây giờ. Dí. Chết chưa em ơi, nó cạp anh cái mắt rõ hết trơn luôn á. Trời ơi, cười quá các bạn ơi. Trả lời hướng em nè. Bây giờ nó tán một cái kìa. Rồi, anh cầm quá. Nó dứt luôn em ơi, dứt nó luôn rồi. Hơi được phân khủng long quá trời luôn kìa. Nó cho gì vậy? Cho cái yên. Ôi ơi cái màu tay. Được cái quần gì? Cái quần giót. Cuba. Trời ơi. Mấy cái thế hệ này sao đó các bạn, nó không ánh lóc đồ xịn chứ gì trời. Đồ ấy. Như từ beta lên hay sao em ơi. Gamma nó phế quá. Mà này cũng từ Gamma lên á. Chết luôn nha, chết luôn mấy nhiệm vụ kia luôn nha. Ok này. Luôn rồi. Còn nào nữa ta? Space Jump gì cơ? Đua xe. Space Jump. Đua xe rồi, đua xe. Eat Bird
gì hân gì kìa em ơi. Ừ, ít bên hân luôn anh ơi, tôi ít bên hân đây. Ok, nhưng mà quay lại chỗ kia để anh lấy cái con ấy không? Không, đúng rồi anh, quay lại lấy với lại con nhện của anh có đeo heo không? Có. Nè nè con nhện nè. Nè con nè 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 con của em rồi. Thu kia vô chưa? Ủa này tí hết em đi rồi. Anh đâu rồi? Đi rồi, anh đi rồi. Qua đây nè. Ok. Qua đây thu lại con T-Rex mới được các bạn ơi. Thỉnh như ta. Thỉnh nè em ơi. Mày quá anh ơi. Mày quá. Ôi như vậy là nó tính theo cái thời gian gì chứ đâu phải tính theo tu bò hết ta. Nếu mà tính theo tu bò là tụt lâu lắm á. Tính lâu lắm á. Bình vào cái ít bít hành luôn hả anh? Ok. Cái nào ít bít hành phải cái đầu lọc. Cái đầu lâu là cái nào ta? Đi em ơi. Ở đâu vậy? Cách anh em mình tới bao nhiêu mét rồi? Đấy nè. À trên nè, trên nè, trên nè. Thấy chưa? À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ôi đúng là chỉ có con nhện mới làm được mấy cái điều này thôi em ơi. Nhện mới lên được, lên xuống thoải mái rồi. Chỉnh trời tối lên ơi, nắng quá. Ngắt quá. Rồi ok. Phải luôn anh ơi. Phải luôn bắt tài á. 110 giây. Rồi đó rồi, con quỷ cái kia tới nó bắn nó ngay này. À, da bạn. Giận bạn hết sức giận. Bắn nè. Không cho anh thu cái con nhện vô luôn. Wow, dễ sợ luôn ha anh. Phí đồng 25 giây nữa em mới thả ra được. Anh về thả chó ra được. Thả siêu phẩm. Còn nào nữa không? Anh lại nhận nhiệm vụ nữa à? Ôi, nó bơi là cái đâu mà nó thấy từ xa cả. Thì thấy thật sự. Vừa 5 giây. 1. Anh ủa anh cảm nó yếu kìa. Ờ hay biết rồi. Mới ngủ dậy hay sao quánh gì yếu xìu vậy trời. À mạnh lên đó, mạnh lên đó. Cái gì mà quánh có 200 mấy vậy trời. Biến hên. Giỡn hoài anh sao cảm yếu vậy. Ủa gì sao đại sư huynh anh còn có 300 mấy ram vậy. Có gì xét điểm này không? Tào lao vậy. Cái điểm nó bị reset lại không? Bị. Còn 300 mấy à? Rồi. Ủa, anh tăng lại đi anh, tăng điểm lại đi. Tăng điểm gì em? Tăng cái điểm đánh của nó có không? Tăng lại từ đầu không á, tăng cấp lại á. Không. Ủa kỳ vậy. À, qua coi. Thì kỳ các bạn. Đánh còn không? Ai cho máy à? Sàm thực sự luôn á kìa, năm nay này còn 3000 mấy nữa. Trời ơi, đại sư huynh bị phế vô công rồi. Sư huynh bị thiến sao vậy? Đại sư huynh bị thiến mà. Bị thiến sao vậy? Yếu không hiểu lý do luôn á. Tào lao thực sự luôn á. Nó càng ngày anh càng yếu luôn á trời. Già hả? Đại sư huynh bị già rồi các bạn ơi. Già quá mày ơi. Chắc lát về mặn thịt luôn á. Già già. Thôi rồi, đại sư huynh này chắc xong rồi, không xong rồi các bạn ơi. Xong rồi, không xong rồi đại dương ơi. Về cho phó giống cái này chứ không làm rằng gì được hết. Đại sư huynh là không xong rồi đó. Tốc độ 500 mấy đó em. Đồng hoàng ơi, cắn còn 300 mấy à. Kìa, người ta cắn 3000 mấy, anh còn cắn còn... Nhưng mà cắn còn 359 là phải cà thôi. Wow, thật sự luôn các bạn.
Giờ mình đi cạp như đời tới, mình cạp được phải cạp thôi. Bên này có gì ta? Ít bích hành làm gì hả anh? Không biết nữa. Họ bay qua bên này rồi. Theo em. Theo em. Con T-Rex đẹp quá, đẹp luôn một tím rồi. Thì bây giờ anh cởi đại sư huynh anh nản phải cả thôi. Sao anh ơi, còn em còn thua cái con T-Rex test mình mới bắt nữa bạn. Bạn bên kia nổi không ta? Nổi. Nói em ơi, bắt dẫn cho anh á. Chết rồi anh ơi, em bị tuột. Phế thật sự. Giờ quả tới. Đâu lên đâu? Đây. Đang bay tự do luôn nữa. Không nghịch lên sao? Giờ này nó đang còn rớt xuống ở dưới chân nó hòn đảo nữa. Giọng sẽ nghịch xuống, nghịch lên. Cảm giác nản thực sự luôn các bạn. Chắc còn 300 đam. Được rồi. Từ em chưa được gịch lên hết rồi. Đang gây xuống máy rồi. Mà đang gịch lên nè, đang gịch lên nè. Hay lắm rồi em gịch chứ chưa lên được trên cao nữa. Hay không? Máy rồi, chẳng em thu vô em đu cũng nhả lên rồi em. Thu vô đây đúng rồi, thu vô đây. Nhận lên được. Để mình đại sư huynh cặn nghe anh ơi. Trời ơi anh cặn chắc rồi tới 5 châu quá. Chơi luôn em ơi. Phương đúng yếu rồi mẹ. Phương cặn chắc tới 5 châu. Sao tự nhiên đam nó xàm thật sự luôn mà bị thiến rồi. Nãy nằm im gu nãy chắc bị con nào lợi thiến rồi. Thiệt mẹ ơi không giỡn đâu. Em ơi, mới sao tự nhiên bị nhiễm độc vậy ta? Nè, tới nè này. Đây, ở trên đây rồi. Mấy con này là con gì vậy anh? Biết đâu. Đi ngược hướng rồi. Đi nhanh lên mơ, nhanh nè. Rồi. Nãy giờ chưa quýt được rau nào luôn á. Đâu vậy? Không biết con này con gì luôn á. Chết thiếu rồi, hoàn. Em bị té, cái nó bị đuối kìa. Đứng ra đi. Đó, đủ rồi đó. Đủ giờ. Đủ rồi nè, à, còn mấy chương 90 á, phải chết mấy chương 90 á. Thì con gì ta? Nữa. Màu mèo hoa lá hẹ lắm. Con này con gì đây? Kìa, nó kìa nè, nó kìa nè. À, con lăng lăng. Đâu? Kế bên anh kìa, kế bên anh kìa. Con này hả? Con này hả? Đúng rồi. Con nhỏ kìa. Được. Ờ, mấy con chó, mấy con chó nằm lết. Ờ, anh cảm tới chừng nào mới xong trời. Từ từ để em khoảng 18 giây nữa hả? Ôi anh ơi. Chết á, con nhện em chết kìa. Nó là nhện. Nó vô đây mà nó chết bây giờ. Hên là lượng máu nó không giảm các bạn. Giảm máu luôn chứ. Không mà chắc chiếc này về chắc đưa đại sư huynh vô nồi lẩu luôn á.
Dạ. Bê lắm mà. Để mình giờ chỉ để nhà phó giống lên đây. Biết phó giống ra mấy thế hệ sau mạnh không biết chứ giờ anh thấy nó phế lắm mà. Thế hệ bị thiến các bạn ơi. Đại sư Vinh giờ là yếu lắm luôn rồi đó bạn. Sao kỳ vậy ta? Sao đại sư Vinh tự nhiên mang cũng kẹt. Ờ bữa giờ thấy nó tào lao lắm luôn. Bắt đầu à? Chết chết kia này. Ờ lên trên đây nè. Nhiệm vụ này nhiệm vụ gì vậy vậy? Cua cái nhẹ. Này gánh gói anh em mình phải làm hết trơn mấy nhiệm vụ gamma luôn em. Đúng rồi. Không sao nhưng mà từ nay về sau có con nhỏ đi vào khỏe. Rồi càng mấy con chó nhỏ xíu à. Ồ mấy con chó 5 lét các bạn ơi. Chó này nó chờ cắn cái bột mình xuống đâu luôn rồi. Ôi ơi đi nhiệm vụ đi săn chó không nội ơi. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn á. Để em đi làm lẹ cho lẹ. Chó nhỏ mà. Mấy chó nhỏ mà làm quá. Căn vừa cắn tới mài luôn. Thôi bỏ đi Thư ơi. Anh bị thiến rồi. Nó không mập nữa đâu. Đây. Nhìn đến đâu. Quạch. Tập mà ghi cái cáp tình là đại sư phụ bị thiến. Ok cái à, dẫn tới cái con này thôi ghê ghê. 200 mấy luôn em ơi. Bay vô cắn lẹ nha. Ok anh ơi. Ồ em cắn có 800 mấy à. Ôi con này nó yếu. Ôi con này như vậy là không chơi lại rồi. Anh em mình chơi không lại rồi. Em cắn mấy con nhỏ nhỏ vòng vòng đi. Mấy rồi. Nó tình trâu lắm á. 200 mấy luôn á. Cắn lại 3 ngàn rồi. Cắn mấy con xung quanh anh. Cắn mấy con xung quanh anh. Nó dễ tính mạnh. Vậy còn ở ngoài sao còn con nữa nè. Rồi ok quất đi. Quất trong bài bài luôn á. 20 máu nè, còn 20 máu nè. Không phải ai con anh mạnh với con em mà quýt con cắn con khỏe. Ở đâu mà có con tia ghét mà sao lưng người ta em thấy không nổi thì em cứ chạy đi. Em thấy không nổi em chạy trước đi, từ từ tính. Để chết nha. Không ổn bên này, không ổn bên này. Để tăng cho, để tăng máu. Không đủ bên này, nó máu còn dài quá. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đây. Rồi kìa anh Phương bạn, để cạp tiếp anh Phương các bạn ơi. Rồi chạy đi. Đó anh ơi, chạy đi anh đi. Chạy đi em ơi. Anh đã lại anh thí các bạn chạy đi anh Phương ơi. Là anh thí mày già đó. Ê tao đây nè, đừng cắn em tao. Tao mấy giọt rồi mà nội chơi. Vương đúng kẹo bây giờ. Thí mày già. Nó cũng mềm đánh Vương đó bạn. Tiếng mất tiêu rồi. Thí cái mày già đi. Thôi cái anh ơi, nó bị về rồi. Thí cái mày già đấy mày ơi. Cái mày già đó rồi. Trời, nó phế thật sự luôn á. Đại sư Vinh đi với tàu lao dữ vậy trời. À, lại trao. Châu đi về. Về đây. Máu em còn nhiều không? Ừ đi. Em còn 17 ngàn. Để chế đi. Mẹ, anh Vương riết cái bàn dài rồi. Dạ, tao đã riết cái bàn dài với mày rồi. Dạ, quýnh anh gớt núi luôn rồi. Thôi chia tay luôn đi em ơi. Trời ơi, chết luôn rồi. Đúng vãi cà nồi. Ôi, gọi luôn quá. Yên tâm, để anh, để anh. Cú đại chứ lắm anh ơi. Đến. Đồ không anh? Đây con ơi. Chạy đi đẩy sư phẩm. Rồi qua đây em ơi. Em đang bị bệnh đây.
nhảy qua. Có cái túi đồ của em có nhà anh chóng đó anh. Qua đây, qua đây, qua đây em. Em té xuống cho dựng xuống. Cắn họng chó này cái bực mình quá. Nó có cái tiền chiêu quẩy đuôi á, nó quẩy đuôi là chúng người ngồi trên máy á. Ờ nhưng mà nó khi cái con đó có khả năng á. Mình quánh nó giảm giáp, em giáp nó trâu lắm. À quánh hồi nó mới phá giáp đúng không? Ờ. Thôi đại siêu phẩm te tua te tả rồi về em ơi. Về rồi. Về các bạn ơi, chiếc này về mới được. Tìm lên túi đồ đi. Không, đáng lẽ cũng cần nổi các bạn, tự nhiên để con đại sư huynh nó bị si đa các bạn ơi. Ờ, nó khí độc, nó điên nữa. Nè, em lại đây thu cái con nhện cho mình nè. Tìm túi đồ chưa? Dưới việc lên á, chơi gì chưa. Sẽ ba một hòn đảo khác em đang qua. Lại kéo lên nè. Được chưa, được chưa. Chưa. Còn đang kéo lên nè. Chơi em ơi, máu tuột, gọi luôn, máu, gọi luôn. Máu không cho phép. Anh lượm giùm em ấy, anh lượm giùm em ấy. Hai cái túi đồ. À, em tự sát đi, em tự sát đi. Không biết. Rồi, em tự sát. Giết tôi đây bạn ơi. Nó đâu à? Nó đang ở dưới mặt đất anh ơi. Chết rồi, sắp chết rồi. Em ơi, cầm cự không nổi em ơi. Có con gà xịt bến rồi, khủng lắm. Được chưa? Cái đồ phía trước á. Hay rồi, thấy túi đồ anh rồi. Quỷ nó có quýnh không ta? Biến về đi anh Phương ơi, biến về đi. Lụm đi em, lụm đi. Không lụm được anh ơi, chỗ này không lại được luôn á. Máu giật liên tục quá. Lụm đi, lụm đi, máu trâu mà. Không được, em lại tới nơi rồi còn chết luôn nè. Cái con kia nó gịch lại đằng kia rồi. Tai họa là có thiệt các bạn ơi. Sao đâu, đi đi. Nè có đại sư huynh nè, lấy không? Chắc lấy, đại sư huynh lại lập đồ quá. Nó đại sư phẩm á. Ôi, phẩm yếu lắm anh ơi. Nó này máu à. Trời này lụm đi rồi, trời giọt. Đừng có lại cắn á. Rớt xuống cái lava luôn rồi anh ơi, rớt xuống cái lava luôn rồi. Đụng như cái lava cái mắt cái dăm máu nè. Căng dưới ta. Không chịu nổi nữa, 200 máu một giây. Rồi. 200 máu một giây em không lụm kịp luôn á. Túi đồ em có con nhện nhện em đúng không? Nó bỏ con nhện nhện lên đây. Thanh niên nó bỏ con nhện nhện luôn bạn. Được luôn em ơi, nhện nhện bắt dễ mà. Sao vậy? Con nhện bắt dễ với lại con nhện nhện đây còn cấp cao các bạn. Để đi lại hả bạn ơi. Thôi mà mày bỏ luôn à. Bây giờ không lụm nổi anh ơi. Không lụm nổi lần nữa rồi. Anh nhìn nè. Ướt. Có ra 200 máu ướt. Có ra 200 máu. Chịu không nổi luôn á. Ok, thông tin các bạn. Ngay lava luôn nè. Rồi đây, còn con kia nó bồi thêm cho mấy cái luôn. Anh lẹ rồi. Thôi bỏ đi các bạn ơi, con nhìn nhận thì nữa về bắt. Nhưng mà muốn quánh với con này chắc anh em mình phải kiếm con gì nó xịn hơn nữa. Mà tí nãy sẽ quýnh bị gì anh? Bị thiến. Nè em gom túi đồ anh đi. Ui vô trên rồi. Nè gom túi đồ nè. Nó từ đầu dưới đó thôi. Ok, gặp mày. Rồi giết đi, rồi lấy súng ra bắn ra đi. Ồ, con đại sư phẩm kìa. Leo lên người nó, anh giật trời cái là xong rồi. Ok. Lấy súng đi.
Be more careful. Tự nha. Rồi. Trên ơi. Em leo lên rồi. Quái thật sự các bạn. Mới khởi đầu vô bắt chiến đấu với cái con cá voi im ha. Con này quá gán... mạnh á anh. Ờ chắc hai này mình gắng cố gắng bắt cái con cá voi ánh sáng được, quá đẹp. Nó đẹp thật sự luôn các bạn. Về tới nhà rồi. Giờ đem nó vô đây mày. Test T-Rex. À, hai con test ở nhà nó bự luôn nè em ơi. Song sinh quyền năng nè. Được luôn anh ơi. Ờ, cho nó phối không? Phải vậy chứ. Cho phối luôn đi rồi. Nó thế hệ F1, F1 cho phối chung luôn được không? Để giết đại cái đi anh, thử nghiệm, mình thử nghiệm đi. Thử nghiệm cái con đại siêu huynh với đại siêu phẩm trước kìa, coi nó ra được cái chứng cấp mấy. Ok anh ơi. Bị nó hành te tua te tả hết rồi, đẹp vô khối nữa. Còn cái ấy không anh, thu con ấy, con đại siêu phẩm nó lọt xong rồi. Còn quả cầu không đâu anh. Còn. Tại sao quân sao kỳ ta, còn 300 mấy đam mấy bạn ơi, không hiểu luôn. Dạ em ơi, nè cho nó phối chung đi, trời, con cấp 500 với mà con cấp 400 các bạn, cho phối đi, đại siêu huynh với đại siêu phẩm đẻ ra đại siêu tổ mạnh dữ à. Chuyến này là mạnh quá cả nồi luôn các bạn, thì em phối ra cái chuyến này là mạnh kinh khủng luôn. Đi anh ơi. Nào đâu. Trời máu. Thôi hồi em ơi, ra ngoài này luôn đi em ơi. Rồi, con này là đâu? Không sinh quyền năng nha các bạn. Rồi kẹt luôn kìa. Cây thật sự như đây. Ác quá vậy. Cái con tà lùn nữa kìa anh, con vú em kìa, dưới con vú em anh ơi. Dưới con vú em hay là dưới con đại siêu phẩm luôn này. Dưới con vú em. Dưới vú em nha. Tôi vú em ơi. Tại vú em đi rồi. Hướng gì chạy? Vướng cái giò vô cái bờ tường em ơi. Rồi hợp lý anh ơi. Ôi đi nhanh lắm em ơi. Trời thế hệ F1 đi nhanh lắm các bạn. Anh ơi. Rồi phan xây cái ấy đây em ơi. Xây cái tường che nó lại đi. Im lặng, có mấy con khỉ già. Im lặng. Cái thằng ta bắn đó, cái súng đó. Mấy con khỉ già nghe gọi trả lời. Lô lô. Ôi em bật chế độ hối luôn hay giờ? Chưa nay em muốn chơi. Em muốn chơi thôi. Chơi. Ở đây em vô ngoài ấy đây. Hết chạy. Con trong kìa. Không biết nào. Giữ e vô rồi behavior đó. Rồi chọn gì anh? Enable wandering. Khỏi bấm em ơi, nó bị kẹt rồi. Thực ra mình bấm U là cho đứng im á. Còn giờ nó, anh xây này kẹt luôn á.
hợp lý đi. Lý không? Hợp lý. Người ta đang quất cho em bắn nó luôn rồi. Thôi em bắn anh trời. Thật điên quá kiểu không khí cho nó, cho nó kiểu nó có thêm một chút gì nó hưng phấn anh. À em hối luôn hai con này nè. Quét à. À để thu con này vô. Hai con test nè. Biết hai, thấy hai chiếc test còn nào chưa? Chưa anh ơi. F255 nè, hợp lý. Ờ, hai con này là thế hệ F1 đó, đặt tên F1 đi cho dễ. F1 song sinh. Đúng rồi, đặt F1 đi vậy nhớ rồi, chặt kiến là không nhớ nào với nào luôn. Thật tào lao kiến là cám luôn. F1 song sinh nè em ơi. Cho nó hai con này lại đây anh ơi. Ờ, quất nhau gầm gầm luôn nha mấy bạn. Quất nhau gầm gầm. Nhẹ nhàng chứ. Chặt ta. Đây. Bao nhiêu rồi? 62 rồi, 64 rồi. 64 rồi. Ok. Đó, con em con hai đi. Thằng kia anh ơi. Đặt đi anh là chủ nhân của nó, em không có đặt tên được. Là con này hả? Đúng rồi, 255 luôn đó anh. F1 cho nó like luôn rồi. Song sinh nha bạn. Hai. Mà đẻ trứng có cấp liền không ta? Có, à, không biết, không biết, xin xui em. Nhờ mà có cấp liền. Gà trứng chưa? 41% anh ơi. Đà đi em. Ủa? Về te tua tê tả hết mà vẫn bắt nhỏ phối đấy, sắp mặt. Máu me các bạn ơi. Gà trứng chưa? Rồi, dính đâu rồi? Dính dính đấy kìa. Chết luôn cái trứng, trứng lò lọt ra ngoài đó vậy. Dính rồi, dính cạt cấp rồi. Cấp 405 anh ơi. Nhiều. 405. 405. Nè. Drop by đại sư phẩm 405 anh thấy không? Ờ. 405 luôn. Rồi sao lụm cái trứng đây? Không, drop by là nó gớt xuống mà. Đẻ bởi hả? Đẻ bởi hả? Ờ, nó đẻ bởi lâm, cái lâm, con lâm. Đó. Trời dữ nè, đây, đây, nhảy lên em mà. Béo được. Nó đẻ lọt cửa sổ luôn trời. Nè em ơi. Độ. Hay à. Bài quăng 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 cái này nè, quăng quăng cái trứng bên này nè. Xong cho con đi me cho đô cho vũ em là vũ em, vũ em. Sưởi rồi, rồi sưởi rồi, sưởi rồi, sưởi. À. Đúng rồi, mình có lò sưởi mà càng chi vũ em không? Trời ơi, vũ em biết mẹ đi. 3 tiếng mấy nữa. Ô lòng 3 mấy phút nữa. Ô mấy phút. Là đây mua tiền đất vô. Cái sao luôn. Cái này. Mai tiếp. Em hàng này vô phối các bạn. Hai anh em. Sao gì anh em, gì anh em anh. Bậy bậy. Bậy bậy. Hai này là hai đứa bạn. Rồi ra, 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 xong rồi game ơi. Gì lẹ vậy? Đâu anh? Đang phối, đang phối. Ờ, tưởng gì mới đây xong chứ. Ờ, hai cấp rồi kìa. Hai kia nó quất nhau đó gì, kêu ầm ầm vậy ta. Em cho sao không tắt qua đường link đó xong rồi thì ta tắt cái. Đó, rồi đó đi game rồi đó. Anh nó... Phải tắt ra nào, tưởng nó quất được nữa chứ. Không, không hai con này đẻ vậy rồi. Ôi con này đẻ lẹ nữa, 30% nè, đẻ lắm. Hồi máu bi bi lên luôn nhưng mà đại sư huynh không xong rồi các bạn ơi, đại sư huynh té rồi. Đại sư huynh già các bạn ơi, già lắm rồi các bạn. Thế lắm rồi. Thiệt già lắm rồi anh ơi. Thà anh em mình không có leo anh chứ phải có leo anh em mình chơi phi gót còn ngon. Chơi bán khỉ già là anh, bán khỉ già biến ngộ không ơi.
cái khí da. Ôi giờ lại cắm máy ta. Con này như nó bị lỗi hay sao rồi nè. Nè sao giờ nó bị gì à? Có màu vàng á, có màu vàng hết pick up rồi kìa, em vô coi thử coi. Ờ được, không pick up được nè. Quá trời kìa, coi đẻ chưa. Kìa sắp đẻ kìa, sắp đẻ gớt cái trứng rồi. Đẻ bạn ơi. Hút cái nó mới bình tĩnh. Đó, đẹp không? Đẹp anh ơi. Bị gà trứng này được nhiều nữa mà. Hãy trứng vô cái lò luôn anh ơi. Hai trứng coi trứng nào nở hơn anh ơi. Im ha. Im anh ơi. Nếu anh em mình tập trung vô bắt mấy con giống giống nhau á cho nó phối. Đúng rồi. Tập sao mình đi bắt anh ơi. Bắt gì phối chơi. Con phối thấy nó nhẹ nhàng các bạn. Tìm mấy cái thế hệ sau nữa cho nó mạnh. Nuôi mấy con này dễ mà đúng không? Đúng rồi, dễ anh, dễ nuôi dễ bắt nữa. Mang tia ghét này trên cái đầy luôn. Này, thế hệ F1 nha bạn. F1 mới đẻ ra F2. Mà chung chung gì không biết sao, không biết nó mạnh, không biết. À, chắc con này là mạnh rồi đó em ơi. Từ F1, F2 lên là sẽ cực kỳ mạnh nha bạn. Phải trưởng luôn. Rồi. Bên đây có mấy gắn phối được nữa nè mà anh không hiểu sao nó không chịu đẻ quá. Gắn không chịu đẻ anh? Ờ, nó không chịu đẻ. Anh là phải đẻ bên chỗ có đất nó mới đẻ. Nó không có đẻ em ơi. Là nó có trái tim nè mà không hiểu sao nó không chịu đẻ quá. Bật. Bật Wanderin hồi nó bò ra ngoài luôn. Rồi, à đúng rồi, con này nó thấy là xây cái chuồng cao gì mà nó bò ra ngoài được. Đây em đây. Đây nè. Rồi. Nó bên chuồng gắn bên đây. Nhìn em phát sáng nè anh. Đó. Ghê giờ. Ghê. Khí già phát sáng. Dạ, mày phải ăn một viên đạn của tao. Ê, ác kìa, ác rồi. Thành niên đi ban đêm rồi còn hành nhỏ nữa bạn. Thôi được rồi, ốp em ơi. Ốp các bạn ơi, mai anh em mình chơi tiếp các bạn ơi. Quá đuối rồi, quá tập đi. Rồi, thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Like, subscribe, chia sẻ gì đó tùy các bạn, tùy lòng hảo tâm. Nhưng mà nhớ đăng ký, follow giúp anh em mình nha. Đúng rồi các bạn ơi. À đuối à. Ngủ em ơi. Ok này, ngủ này, mai làm tiếp.